thác nước là một trong những sáng tạo tuyệt vời nhất của thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Dòng nước trắng xóa mê hoặc bất kỳ ai chứng kiến cảnh tượng đó. Có rất nhiều thác nước đẹp trên khắp thế giới, thu hút những người yêu du lịch. Theo Trung tâm Thông tin Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tạp chí du lịch quốc tế Travel Leisure công bố danh sách 21 thác nước đẹp nhất thế giới. Trong đó, thác Bản Dốc xếp thứ 17 là đại diện duy nhất của Việt Nam vào danh sách được công bố hồi giữa tháng 5 năm 2024. Đây là niềm tự hào của Việt Nam và đặc biệt hơn là tự hào của Cao Bằng, mảnh đất địa đầu miền biên viễn. Có vô vàn thác nước ngoạn mục ở khắp mọi nơi trên thế giới, từ những thác nước được coi là lớn nhất, cao nhất hoặc mạnh nhất, cho đến những thác nước ít được biết đến với những bể bơi hấp dẫn dưới chân thác. Travel & Leisure đã lựa chọn Bản Dốc là một trong 21 thác nước đẹp nhất và tuyệt vời nhất trên thế giới để giới thiệu đến du khách. Hùng vĩ và quyền lực, hai mỹ từ mà tạp chí du lịch Mỹ dùng để mô tả ngọn thác này. Dòng chảy tại Bản Dốc trắng xóa và mạnh mẽ theo tầng trên các vách đá tạo thành hình dạng móng ngựa độc đáo. Theo Travel Leisure, việc đi bộ chiêm ngưỡng những kỳ quan thiên nhiên của thế giới thực sự là một trải nghiệm vô cùng xứng đáng. Thật khó để giải thích chính xác tại sao thác nước lại có sức mê hoặc đến vậy, nhưng không thể phủ nhận sự ấn tượng của chúng, tạp chí này cho biết. Nằm trên đường biên giới Việt Trung, thác Bản Dốc thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, được coi là nơi có cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, tựa chốn tiên cảnh. Nơi đây còn được mệnh danh là một trong những thác nước đẹp nhất Việt Nam, là thác nước tự nhiên lớn nhất khu vực Đông Nam Á và là thác nước lớn thứ tư thế giới trong các thác nước nằm trên một đường biên giới. Từ độ cao hơn 60m với tầng dốc dài 30m, những khối nước lớn từ trên ngọn thác đổ xuống qua nhiều tầng đá, cuồn cuộn tuôn chảy như những dải lụa trắng uốn lượn mềm mại giữa sắc xanh bạt ngàn của núi rừng và rồi tạo thành một màn bụi nước trắng xóa tựa mây trời. Nước dòng quây sơn có màu ngọc bích trong tiết trời vào thu. Trên mặt sông, hơi nước hình thành một khoảng sương mù khi ánh sáng chiếu vào mang đến khung cảnh huyền ảo. Cảnh đẹp say đắm lòng người với từng tầng thác nối tiếp nhau tuôn nước ồ ạt bọt tùng trắng xóa. Và chỉ phải bỏ ra 50.000 đồng, du khách sẽ được ngồi lên thuyền đi lòng vòng quanh chân thác trong khoảng 15 phút. Đây là điểm du lịch tiêu biểu mang tính biểu tượng của tỉnh Cao Bằng. Vẻ đẹp của thác Bản Dốc luôn đan xen giữa hùng vĩ, dữ dội và nét thơ mộng, hiền dịu, trữ tình sâu lắng. Thời gian đẹp nhất để đến Cao Bằng là tháng 9 đến tháng 12, khi thác Bản Dốc đầy nước trong xanh. Mùa hè thì nơi đây cũng là điểm đến lý tưởng bởi thời tiết trong lành cùng làn nước mát lạnh xua tan cái nóng oi ả. Đến với Bản Dốc, du khách không những được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, mà còn được đắm mình trong câu chuyện tình yêu đậm màu sắc huyền thoại của đôi trai gái miền sơn cước. Dù bao tháng năm qua vẫn mãi bên nhau chẳng thể đổi thay. Dù...
giọt nước mắt than khóc cho tình duyên đôi mình, mà sương trắng bay trong gió chiều. Nơi thóc gồng không ngừng ngâm ngơ tiếng hát vang, trăng sáng soi môi tình thác mang sắc vàng, ngàn năm vẫn còn phang tang tính tang tình thang. Lễ hội Thác Bản Dốc là một trong những lễ hội du lịch lớn nhất của tỉnh Cao Bằng, thu hút hàng ngàn lượt khách trong và ngoài nước đến tham dự. Trong khuôn khổ của lễ hội diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn. Một trong số đó là chương trình nghệ thuật tái hiện lại văn hóa của người Tài Nùng ở Trùng Khánh nói riêng, ở Cao Bằng nói chung, mang đến không gian văn hóa đan xen nghệ thuật biểu diễn. Đằng sau là khung cảnh làn nước trắng xóa ngày đêm quần quận đổ, mang đến cảm giác huyền ảo cho người xem. Bên cạnh đó thì các trò chơi dân gian, giới thiệu gian hàng ẩm thực độc đáo của các xã trên địa bàn huyện Trùng Khánh cũng rất hấp dẫn du khách tìm hiểu và thưởng thức. Từ tháng 9 năm 2023, khi Việt Nam và Trung Quốc thí điểm cho khách du lịch qua lại khu cảnh quan Thác Bản Dốc, Việt Nam, Đức Thiên, Trung Quốc, việc đi lại trở nên dễ dàng khi du khách chỉ sử dụng hộ chiếu hoặc giấy thông hành mà không cần xin visa. Để thu hút nhiều hơn nữa du khách đến với khu cảnh quan thì hai bên cũng bổ sung nhiều điểm tham quan cũng như là tăng thời gian lưu trú, trải nghiệm của du khách. Nhiều chương trình nghệ thuật thường xuyên được tổ chức tại khu cảnh quan, góp phần giới thiệu những nét đặc trưng văn hóa của người dân vùng biên giới hai nước. Bao quanh Thác Bản Dốc là cảnh quan thiên nhiên đẹp nên thơ, không khí trong lành mát mẻ với những thảm cỏ xanh mướt, những cánh rừng nguyên sinh cùng hệ sinh thái, động thực vật đa dạng, phong phú. Những ngôi làng truyền thống nép mình bên các dãy núi, chứa đựng nhiều câu chuyện văn hóa chỉ có ở Cao Bằng. Ngôi làng đá hơn 100 năm tuổi ở Đàm Thủy, làng văn hóa dân tộc Tày sống Khuổi Kỳ là một điểm đến như vậy. Du khách nước ngoài có thể chìm đắm trong tiếng đàn tính êm ái, ngọt ngào của các cô gái Tày dịu dàng, chân phương. Cụm các điểm tham quan Thác Bản Dốc cũng rất đa dạng. Nói đến Bản Dốc không thể không nhắc đến chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Dốc hay động Ngườm Ngao, thiên đường của các hang động ở Cao Bằng. Ngoài tuyến tham quan truyền thống, sau khi mở thêm tuyến trải nghiệm bản thuôn, du khách đã được chứng kiến những kiến tạo địa chất vô cùng đa dạng, ngoạn mục, có những trải nghiệm mới lạ khi bước qua từng dạng địa hình, từ lội suối đến các trần hang động cao, rộng, khổng lồ. Là một điểm di sản nằm trong vùng công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non Nước Cao Bằng, Thác Bản Dốc, điểm đến vô cùng hấp dẫn, hứa hẹn đem lại những trải nghiệm thú vị cho du khách trong và ngoài nước. Một trong những hoạt động hấp dẫn và thú vị nhất ở đây chính là trekking đi bộ xuyên rừng để hòa mình cùng không gian núi rừng bao la hùng vĩ, tìm hiểu cuộc sống làng bản cũng như thưởng thức ẩm thực địa phương đặc trưng của đồng bào dân tộc nơi đây. Chèo thuyền kayak, khám phá tận hưởng thiên nhiên cũng là một lựa chọn được rất nhiều du khách hứng thú. Các tour du lịch ngắn ngày, các đoàn du khách đông sẽ chọn những homestay để nghỉ dưỡng và tham gia các hoạt động ngoài trời, khám phá, đầy sức sống. Đây không phải lần đầu tiên Thác Bản Dốc được báo quốc tế vinh danh. Năm 2023, South China Morning Post đã liệt kê con thác của Cao Bằng là một trong những đường biên giới ấn tượng nhất trên thế giới bên cạnh những địa điểm nổi bật khác. Có thể nói đến các thác nước hùng vĩ thì Bản Dốc xứng đáng không chỉ là thác nước tuyệt diệu nhất của Cao Bằng mà còn là thác nước đẹp nhất Việt Nam, đại diện cho vẻ đẹp vừa dữ dội lại nên thơ, đúng như phẩm chất của người Việt Nam, vừa kiên cường bất khuất nhưng cũng thật hiền hòa và đôn hậu.